mình sẽ đổ cả beta vào nuôi. Mình sẽ mở vòi. Vâng, hệ thống đang hoạt động. Nước đang được hút vào chảy ra, nhìn rất là thú vị. Chào các bạn có khỏe không? Mình vẫn chỗ khỏe chỗ không các bạn ạ. Hôm nay mình chuẩn bị hai bịch nhựa này, một bịch to một bịch nhỏ này. Mình chế được chạy liên tục, quay về cảnh chia sẻ các bạn xem. Bây giờ mình sẽ róc hết cái nhãn nó ra và mình sẽ cắt cái chai Coca to này, chỉ lấy một khúc ở dưới để làm bình chứa nước để nuôi cá của ta. Và sau khi cắt xong, ok, bây giờ mình sẽ dùi ở giữa cái chai này một lỗ để làm vòi chảy ra như thế này, và trên đầu mình cũng dùi một lỗ để làm đầu hút vào. Mình sẽ cắt ống này ngắn lại một tí rồi, và đầu cạnh ống này mình cũng cắt ngắn lại để làm vòi chảy ra. Mình sẽ dùng keo nến dán lại cho thật chắc. Dạng đầu vào. Vâng, mình sẽ bỏ vào và dùng kéo cố định lại. Vâng, hệ thống được chạy liên tục cũng đã làm xong. Mình sẽ dùng ít đá trang trí cho thêm sinh động, và mình sẽ đổ nước vào. Mình sẽ dùng cái bút chì này khóa đầu và chạy ra, và sau đó mở nắp và đổ nước vào. Sẽ đổ gần đây cái chai này, vâng, ngang đây ta. Vâng, hệ thống nước chảy liên tục và hồ cá cũng đã làm xong, nhưng không có cá để nuôi. Vâng, bây giờ mình sẽ đi mua cá về nuôi, mua cá beta để nuôi. Vâng, đi một lúc cũng đã đến tiệm bán cá. Mình sẽ quay một vòng cho các bạn cùng xem tiệm cá cảnh bạn ở đây. Rất nhiều loài cá đẹp. Vâng, dạng này là cá beta. Mình sẽ chọn con cá beta xanh và cam này, nhìn nó rất là đẹp. Mỗi con chỉ 20k, rồi mình sẽ chọn con này. Ok, sau khi gọi bọc xong, mình sẽ đem vào thả vào bể cá vừa mới làm xong. Mình sẽ đổ vào. Vâng, sau đó mình sẽ mở vòi. Vâng, hệ thống đang hoạt động, nước cũng đang được hút vào và chảy ra, nhìn rất là thú vị. Vâng, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn cùng xem. Nước đang hút vào, chảy ra. nhưng cũng rất là thú vị. Và phía sau này là ổ cắm điện để cắm cho bơm hoạt động. Vâng, nước chảy được là nhờ cái bơm này. Đó, cái bơm đen được giấu sau những viên đá này. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp này. A few moments later. Vâng, video mình ở đây cũng đã dài lắm rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, đăng ký, rung chuông, ủng hộ kênh YouTube mình ngày thêm phát triển nhé.